Nội thất Yêu Ân trân trọng kính chào toàn thể quý khách. Trước mắt mọi người, đây là đơn đặt hàng của anh Chiến ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Anh đặt nội thất Yêu Ân một bộ bàn ăn gỗ gõ đỏ gồm có 6 ghế, bàn dài 80 x 1m6 và chân trụ 16. Chất liệu là gỗ gõ đỏ 100% không pha tạp, và bộ này bên em làm dày dặn theo yêu cầu của anh là khuôn dày 3 phân và mặt ván thì toàn bộ là dày 1,5 phân. So với hàng trên thị trường thì dày chắc chắn hơn cực kỳ là nhiều. Và gỗ gõ đỏ 100% bên em sơn màu này cực kỳ là sang luôn. Ghế là ghế đục hoa hồng và đục sắc nét từng chi tiết. Và mọi người có thể nhìn thấy là phía dưới này là khuôn tranh là dày 3 phân, mặt ván liền tấm dày 2 phân. Và chi tiết hoa hồng thì được đục tỉa rất là kỹ càng sắc nét. Bàn là bàn chữ nhật. Và bên em có bo góc rất là đẹp, 4 góc bo tròn và có điểm nhấn ngá như thế này. Đây là cái thanh gỗ là bên em kê vào cái biển này. Mặt ván thì liền tấm về 1,5 phân, rất là chắc chắn dày dặn. Vân veo gỗ gõ đỏ thì bên em đã tuyển chọn rồi, nhưng gỗ gõ đỏ tuy rằng ít vân nhưng mà những cái thớ vân núi vân chọc vẫn rất là nổi bật và cực kỳ là sắc nét. Bộ bàn ghế này thì tô lên cái không gian phòng khách sang trọng, mềm mại và nó không hề thô cứng, nó có vẻ đẹp rất là mềm mại và sang trọng quý phái. Vẻ đẹp nó pha lẫn giữa những cái vẻ đẹp hiện đại và cổ điển, và cái chất gỗ gõ đỏ làm tôn lên một phần nào đó cái vẻ đẹp của bộ bàn ghế. Gỗ gõ đỏ thì cực kỳ là đanh cứng, dùng thì mọi người yên tâm về cái chất gỗ này. Gỗ gõ đỏ thì nếu mà ai sành về gỗ hoặc là ai yêu đồ gỗ thì sẽ biết là một trong những loại đồ gỗ xuất hiện rất là nhiều trong những ngôi nhà đại gia và được nhiều tín đồ yêu đồ gỗ tin dùng. Vân veo thì rất là đẹp, màu gỗ rất là đều luôn. 6 cái ghế, tổng cộng có 6 ghế. Thì cảm ơn anh Chiến rất là nhiều đã tin tưởng nội thất Hữu Vân. Và em chỉ quay qua thôi tại vì xe đang đợi rồi. Thì cảm ơn anh, chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Nếu mà ai có nhu cầu đặt những cái sản phẩm tương tự bàn ăn, đồ nội thất phòng khách, phòng thờ, phòng ăn thì có thể liên hệ tới nội thất Hữu Vân qua số hotline là 0988 685 625, website nội thất hữu vân.com, địa chỉ sở tại làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội.